Mùa giải VBA 5x5 2023 đang diễn ra với thể thức thi đấu vòng bảng chia thành hai giai đoạn. Sau giai đoạn đầu, đội bóng Thăng Long Warrior đã thi đấu tập trung tại nhà thi đấu Cầu Giấy, Hà Nội. Đại diện của câu lạc bộ cho biết rằng sự tỏa sáng của cả dàn cầu thủ kỳ cựu và hai ngoại binh chất lượng John Kuba và Samet Swin cùng với sự thăng hoa của các cầu thủ trẻ triển vọng như Phạm Nhật Thái Quang, 17 tuổi, đã giúp Thăng Long Warrior giữ vững vị trí top 4, sẵn sàng bước vào giai đoạn 2 với thể thức thi đấu sân nhà, sân khách. Trong ngày 16 tháng 7, trận đấu sân nhà đầu tiên theo thể thức sân nhà sân khách là trận derby thủ đô, Thăng Long Warrior sẽ trở lại nhà thi đấu Tây Hồ tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Tây Hồ. Trong trận đấu này, Thăng Long Warrior đã công bố Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, Physico, là nhà tài trợ danh xưng, title sponsor của câu lạc bộ trong mùa giải VBA 2023 và Audi Việt Nam tiếp tục đồng hành trong cương vị nhà tài trợ Bạch Kim, Platinum sponsor. Bà JC Thư Hương, chủ tịch câu lạc bộ đã trao jersey Thăng Long Warrior cho ông Trần Hoài Nam, phó tổng giám đốc Physico. Bóng rổ đã thể hiện vị thế nhất định trên thể thao Việt Nam. Thăng Long Warrior biết ơn sự hỗ trợ từ các đối tác tài trợ và bảo trợ trong hành trình yêu bóng rổ. Tại mùa giải VBA 2023, Physico, thương hiệu của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, trở thành nhà tài trợ danh xưng của Thăng Long Warrior cùng nhiều đối tác uy tín khác. Bà JC Thư Hương, chủ tịch câu lạc bộ Thăng Long Warrior, chia sẻ hy vọng đồng hành cùng các đối tác để kiến tạo thành công và chia sẻ những trải nghiệm tuyệt vời. Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, Physico, được thành lập năm 1995, là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam hoạt động theo mô hình cổ phần. Bà Nguyễn Thị Hương Giang, tổng giám đốc Physico, chia sẻ về quyết định tài trợ và thể hiện sự ấn tượng với thành tích và giá trị nhân văn của Thăng Long Warrior.